vị vào một bài hát đi ạ, một sáng tác có tựa đề Bonjour Việt Nam hay còn gọi là Xin Chào Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua phiên bản tiếng Pháp ạ. Bây giờ mình đang ngồi chào tay được không ạ? Thank you.
khắp nơi.